Ngày 26 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An tổ chức thành công hội thi tuyên truyền cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, xây dựng gia đình năm có ba sạch thông qua hình thức hô hát bài chòi, dân ca. Hội thi có sự tham gia của hơn 110 thí sinh đến từ 12 đội thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ 12 xã phường trừ xã Cẩm Kim. Các đội trải qua hai phần thi, thi hát dân ca, bài chòi và thi kiến thức xử lý tình huống. Nội dung tập trung tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, xây dựng gia đình năm có ba sạch, các giá trị vun đắp gia đình Việt Nam, bộ quy tắc ứng xử trong gia đình, các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng Hội An thành phố sinh thái văn hóa du lịch. Thông qua hội thi nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội, làm tốt công tác vận động hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, năm có ba sạch, đồng thời giữ gìn, bảo tồn và phát huy sáng tạo loại hình nghệ thuật dân ca, bài chòi miền Trung. Kết quả hội thi, giải nhất thuộc về đội Cửa Đại, giải nhì được trao cho Cẩm Châu, hai giải ba thuộc về Thanh Hà và Cẩm Thanh. Ban tổ chức cũng trao các giải phụ xuất sắc nhất ở mỗi phần thi cho các đội. Trong đó, giải phần thi kiến thức thuộc về xã Tân Hiệp, Cửa Đại được trao giải tiết mục dân ca và Thanh Hà được trao giải tiết mục bài chòi hay nhất.